Giá heo hơi hôm nay 8 tháng 8 biến động trái chiều 1.000 đồng 1 kg tại 3 miền. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 61.000, 66.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Bắc. Tại thị trường heo hơi miền Bắc, giá thu mua tương đối ổn định. Ngoại trừ Tuyên Quang đang triển khai mức tăng nhẹ 1.000 đồng 1 kg, nâng giá heo hơi lên mức cao nhất 66.000 đồng 1 kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực tiếp tục giữ ổn định giá trong phiên giao dịch sáng nay. Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 64.000, 66.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên chứng kiến giá heo hơi giảm rải rác 1.000 đồng 1 kg. Cụ thể, sau điều chỉnh, giá heo hơi tại khu vực các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và Bình Thuận lần lượt hạ xuống còn 61.000 đồng 1 kg, 62.000 đồng 1 kg và 63.000 đồng 1 kg. Thương lái tại các khu vực còn lại thu mua heo hơi với giá không đổi so với cùng thời điểm giao dịch sáng qua. Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 61.000, 64.000 đồng 1 kg. Giá heo hơi tại miền Bắc, miền Nam. Ở khu vực phía Nam, giá heo hơi cũng giảm tại nhiều nơi. Sau khi cùng giảm nhẹ 1.000 đồng 1 kg, thương lái tại các khu vực gồm Vĩnh Long, Bến Tre, thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh và An Giang thu mua heo hơi với giá trong khoảng 61.000, 64.000 đồng 1 kg, tùy khu vực. Heo hơi tại các địa phương khác không có biến động mới về giá trong sáng nay. Hiện giá thu mua tại miền Nam dao động trong khoảng 61.000, 64.000 đồng 1 kg. Sáng ngày 8 tháng 8, giá thịt heo Market Daily từ trang vinmart.vn tiếp tục không đổi tại thời điểm khảo sát lúc 6:35. Hiện, các sản phẩm thịt heo có giá bán trong khoảng 108.720, 165.522 đồng 1 kg, trong đó các loại đang được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên của Vinmart. Trong đó, nạc vai heo có giá bán 123.120 đồng 1 kg. Nhỉnh hơn là giá nạc dăm heo với mức 149.520 đồng 1 kg. Trong khi đó, ba rọi heo vẫn được bán với giá cao nhất, đạt 165.522 đồng 1 kg. Tại công ty thực phẩm tươi sống Hà Hiền, giá thịt heo cũng chững lại tại thời điểm khảo sát lúc 6:35. Hiện tại, các sản phẩm thịt heo được bán với giá trong khoảng 69.000, 171.000 đồng 1 kg. Theo ghi nhận, 69.000 đồng 1 kg là giá mỡ heo được ghi nhận với mức thấp nhất. Cao hơn là giá nạc vai heo, 102.000 đồng 1 kg và nạc đùi heo, 109.000 đồng 1 kg. Tiếp đó, giá sườn già heo được bán với mức 119.000 đồng 1 kg.